Kính thưa quý thầy, sư cô, cộng đồng thể viên bạn đồng tham. Đã tham thiền hai cái điều căn bản cho hành giả tham thiền, đó là tình thường tâm, khởi nghi tình. Đấy cũng cái niềm tin tự tâm không đầy đủ, bởi niềm tin tự tâm ta còn quá yếu, còn khiếm khuyết, cho nên chúng ta cứ bị vô minh ngã chấp, nó cứ lôi kéo, nó chi phối, làm cho công phu của ta cái trầy lên trật xuống, làm cho công phu của ta cứ sai lầm. Để cái ngã chấp nó cứ dẫn cái đầu lôi kéo mình. Nhưng mà hàng ngày chúng ta vẫn trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm tu tập qua lời Phật dạy, lời chư tổ dạy, để củng cố niềm tin tự tâm và thực hành cho đúng với lại cái tôn chỉ của thiền, không có mai một, không có hoang phí, hoang uổng. Thì cái sự thực hành, cho dù những chướng ngại lớn hơn cuộc đời, cho dù tất cả những sự cám dỗ, cái vô minh, nó luôn luôn chi phối, chúng ta vẫn không có lùi bước, vẫn không có bao giờ ngưng cái sự tham học, ngưng cái sự công phu, sự tu tập. Nó có cái sự cọ xát như vậy, thì chúng ta mới dần củng cố được cái niềm tin, dần đi đúng với lại cái chánh pháp, chứ không phải là đi tìm cái chỗ bình an, phải đi tìm cái chỗ thanh tịnh. Thực sự là không có cái gì thanh tịnh và bình an cả trong cái tam giới nhà lửa, mà Đức Phật nói là tam giới du như quả trạch, giống như nhà lửa ở đâu cũng khỏi không cũng là lửa cháy, làm sao mà tránh khỏi. Giống như là người ta nói là đi đâu cũng đội trời cả, không ngoại khỏi cái bầu trời. Thì cái vấn đề tu tập chúng ta hàng ngày hàng giờ không bao giờ ngừng, không bao giờ buông bỏ, buông xuống cái công phu. Thì cho dù nó chán như chướng ngại cỡ nào đi nữa cũng đè thổi đầu khởi nghi tình, vẫn tham cho đến khi niềm tin đầy đủ, cho đến khi cái đường đi của ý thức tận cùng, thì nó mới có cái gọi là cái lộn ngược, chứ tôi hay nói là cái lộn ngược hay là cái sát na lý ý thức. Thì càng cọ sát với lại cái vô minh tập khí, càng cọ sát với lại cái ngã chấp của mình, càng càng mạnh mẽ hơn đi công phu, không có thuận theo cái tập khí ngã chấp, không có thuận theo cái cảm giác tư tưởng tình cảm, mà phải đi ngược hoàn toàn. Càng khó thì nó càng nên, chứ cái gọi là dễ dãi, cho là dễ dãi cứ theo cái gọi là thuận thảo, hay cho là thanh tịnh, hay cho là an lạc, tất cả nó đều là trên ghi sự tư tưởng và cảm thọ, nó đều dính liền với cái vô minh ngã chấp. Nhưng nó là theo cái biết đi, cũng do cái biết mà sinh ra đủ thứ sai lầm. Cái biết của cái ý thức, cái biết của hạn sự hạn chế, biết của vô minh ngã chấp, chứ không phải là cái biết của tự tánh. Do chính cái biết sai lầm, giống như trên cái đầu mọc thêm cái đầu, chính cái đầu đó chướng ngại cái đầu mộng lan, chính cái đầu đó, giống như chính cái biết vô minh trên năng sở chướng ngại cái
chánh biên tri, cái biết của tự tánh. Mà chúng ta không có chịu ngừng lại cái biết của vô minh ngã chấp, cứ để cho cái biết của vô minh ngã chấp nó chi phối phân biệt và nó dẫn dắt mình cứ phục tùng nó, mình cứ đi theo nó, chứ không dám mà trở về với tự tánh hay cái biết của tự tánh. Thì đó là cái, nó là cái khó, khó là ở chỗ mình không tin tự tâm, mình không tin trên cái phân biệt, tin cái sự phân biệt vô minh của mình đó. Thì đó là tập khí, đó là ngã chấp, cũng chính nó làm cho mình điên đảo, cũng chính nó làm cho mình khổ đau. Nhưng mà khổ đau điên đảo mình vẫn cứ chạy theo nó, không có một cái hướng để mà cắt đứt, để mà lìa. Đức Phật dạy chúng ta được chánh pháp là khó, thân người là khó, gặp được chánh pháp là khó. Nên mình cũng có thân người, cũng gặp được chánh pháp, mình cũng thấy, cũng biết nó khó, có phải là không, thấy không biết, vẫn có một cái trong trong cái sự chi phối của cái biết, của cái vô minh, của cái ngã chấp đó, nó chi phối mình hoàn toàn, mình vẫn thấy khổ đau, mình vẫn thấy sai, vẫn thấy quấy, nhưng mình không chịu sửa, không chịu bỏ, cũng đều là do cái vô minh ngã chấp đó, nó chi phối mình. Thì bây giờ trên cái vấn đề công phu, cho dù nó cũng đang chi phối mình thì mình cũng vẫn tiếp tục trên cái quy củ của Phật, của Tổ, trên cái giới luật của Phật, trên cái tâm hạnh của mình là phát tâm tu tập, đã buông bỏ được hết tất cả thì chỉ còn có cái suy nghĩ, còn cái tri kiến lầm lẫn cũng phải quét luôn nữa. Mà không có cái quét nào nó mạnh và nó cực chuẩn bằng cái nghi tình cả, cái công phu đó. Thì cũng chính cái biết nó sẽ chứng cái công phu, chứng cái nghi tình, thì mình phải gần với lại chư thiện tri thức, gần với lại tầm lâm, gần với lại thiền đường để mà giúp cho mình, trợ duyên cho mình, hay là gọi là cái tha lực của người xung quanh đó, mới có thể hỗ trợ làm cho cái tự lực của mình đó, nó mạnh mẽ hơn. Thì không phải là ngày nay không có cần tha lực, hay là ngày xưa không có cần tha lực, tất cả đều có tự lực và tha lực, mà luôn tự lực nó là chánh. Thời Đức Phật cũng được, nếu không có cái chánh pháp của Phật làm cái tha lực thì làm sao mà chư tổ thành tựu, làm sao mà chư đại thiện tri thức á, người ta đi được trên con đường này, làm sao mà chúng ta có thể có cái duyên gặp được cái chánh pháp. Cho nên cái điểm này mình phải nhìn lại cái chánh pháp. Chánh pháp không chỉ dễ gặp, không có thể dễ mà thực hành, không dễ, không dễ chút xíu nào cả. Xong rồi đi ngược lại cái tập khí thói quen, cho nên nói rằng là chánh pháp khó gặp và nó rất là khó. Tới khi gặp chúng ta cũng hiểu lầm, khi gặp chúng ta vẫn hành sai, thiếu gì rất nhiều. Nên tại sao mà thiện tri thức chúng ta nói cả mấy trăm người, cả ngàn người, chỉ cần một người là đủ lời rồi. Mà chúng ta thấy đâu có được một người. Cho nên mỗi chúng ta phải biết nỗ lực và tu tập cho làm sao cho nó đúng với lại cái tâm nguyện của Phật Tổ. Đây, đó là những cái lời chúng tôi chia sẻ. Tại vì là có thắc mắc gì hoặc là muốn trình cái kinh nghiệm của mình để xin cái đề ra. Nam mô.
bông sữa thức dậy.